Đang nên nói gần bên đó, Ủa, chị là ở sát gần nhà bên đấy luôn à chị? gần mẹ con nó đi chợ quán cá hoài biết. Ủa, thế là chị cũng có gặp bà mẹ đấy luôn? Gặp con mẹ nó láo cá lắm, với con chị nó lá ăn gian xảo lắm, dốc láo. Vậy vậy thì chị cho em hỏi là nếu mà thông qua những cái đoạn mà đối chất đó thì theo chị thì chắc chắn là kiểu là như mẹ mẹ con hai chị của Tính với mẹ của Tính này là nói dốc đúng không chị? Dốc lắm, nhìn mặt là biết rồi, rồi con nhỏ đó dữ lắm, miệng người ta nhỏ đó bán trời bán đất. À, vậy là chị cũng ở gần cái khu mà hai mẹ con đi bán cá luôn. Gần gần đó, nó gần chợ đi bán cá lắm, À, vậy vậy chị tại có biết chị cái... không có muốn nói tên. Dạ vâng, vậy thì em sẽ giữ cái bí mật để cho chị. Ý là anh chị em hỏi là chị có gặp cái ông cha dượng của bé Tính này chưa chị? Không có gặp ông đó, mà nghe nói, nghe chợ À. người ta nói anh ơi ổng cờ quạt mà dân đó đâu phải tầm thường, À. dân nghiệp cá đó mà, Rồi, thế là nói gần... ổng là cá độ đó, anh ổng quýnh bài, ổng qua miên quýnh bài lắm, À, vậy thảo nào. lay quay ổng trốn qua miên là không có tìm được đâu, tại vì qua miên khó tìm, tại À, vì nó vậy. gần đường đó mà, nó chung đường đó, ổng là trường qua miên là không có tìm, tại vì cái con nhỏ đó vui dữ lắm, nó cũng cặp này cặp này kia rồi con nó như là hồi ngày kia cũng nhỏ đó cũng dữ lắm, nhỏ đó trời ơi may ra nước mà Trời ơi, có mấy cái nhỏ vậy mà đã cặp bồ cặp này rồi à chị? ơi, con nhỏ đó banh chành mà không có còn nguyên đâu Trời ơi, vậy là em tưởng là con đấy mới có 14 tuổi, em tưởng là nó ơi, 14 tuổi nhìn mặt nó như hai con tôi nè, 18 tuổi rồi nó không biết cái gì hết. trời à Tôi hóa nè, tôi đây nè cũng ở với ông sao nè, mà ông sao ông thương con như vàng, 18 tuổi mà ông lo cho nó ăn uống nè, nghe vâng. ông sơn với gì đâu có tầm bậy tầm bạ được. Tôi mà chồng tôi mà ở với tôi mà là lo cho mẹ con tôi chứ tôi không có nuôi lại, chứ con tôi cũng phải nuôi chứ, mà đụng tới con tôi hay là tôi đẩy con dao là đi liền rồi tôi tính sao, chứ đừng nói mà kiểu đó. Vâng, vậy thì chị cho em hỏi với là hiện nay á, là trên cộng đồng mạng người ta nghi ngờ là có khi nào mà ông cha dượng này có cái gì với con bé này không? Như theo chị ở gần đấy, chị có cái suy nghĩ gì không? Chị có thể là cho Có mọi người tầm biết được. bậy tầm bạ đó, đã có ổng ăn ở với nó thành ra nó mới nghe lời ổng, với ổng không quấn nó thành À. ra nghe, thì thành ra thằng này nó đi được rồi là ở dưới là bàn luận hết rồi, là bên ổng đó, chứ thằng này nó thúc ra được nó đi rồi là đường nào nó cũng phải về gốc hà, nó đâu có quay trở lại đâu, À. tại vì mẹ nó với rồi biết trước hết, bởi vì mẹ nó mới chạy về đây liền chứ 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 tôi hỏi bây giờ mà mẹ nó đi vậy là biết gì địa điểm, mẹ nó với nó mới kéo về dưới này mới mới chối mới chửi mắng này, hỏi mẹ mà đẻ con mà đập con đầu gối tới chết rồi sao, chết ba cũng bỏ tù chứ bộ. Trời, con tôi ba đứa này ha, tôi cưng như vàng đó, chồng là tôi bỏ 80 hàng được, con không bỏ đâu. Tôi giờ tôi đi làm hò tôi cũng nuôi ba đứa con luôn, con là Vâng. bỏ được chứ con là không có bỏ được, chồng quên này hốt khác được chứ còn con sao mà không bỏ được. Trời ơi, Vâng. từ nhỏ lớn tôi nuôi con tôi 10 mấy tuổi hết rồi ha, tôi cưng như Vâng, vậy mọi người cứ thắc mắc bảo là tại sao mà hai mẹ con nhà này lại không bênh con, không bênh em của mình mà đi bênh ông cha dượng đó. hai mẹ con mà đi binh thằng đó, trời ơi, mà phải thằng đó nó làm mà ra tiền mà giàu đâu, đi xịt cá về cờ bạc không chứ làm gì. Trời, vậy vậy là ý là chị cũng ở gần đó nhưng mà chị chưa gặp cái ông chồng đó, nhưng mà chị lại gặp cái Không bà mẹ không có này rồi. thấy, không có thấy mà như nghe mấy bà gần gần đó nói cái thằng đó cái mặt nó hầm hở lắm, xăm hình nữa mà, Trời, là người tại sau vì này người cũng là dân ta cờ đó bạc. người ta biết mà, như mình thì mình không có đi, mình cũng đi làm không mà biết mình đi chợ rồi biết mẹ con nó bán cá gì thôi, chị cá bán gì đâu, À, mẹ nó bán hai mẹ con bán cá có đắt hàng không chị? bán cá thì bán ẩm thiệt gì đó, cá là lộn xộn cá này cá kia À, vậy là con bé kia cũng gớm lắm chứ đâu phải là gọi là dạng nhà đó. lành Trời nữa cái đúng con đó hả, tôi nói thiệt với mấy ông, nó nuốt mấy ông hả, tới bộ trong anh nuốt ra cái ỉa ra, ai không mà chị? con gái 14 tuổi mà nhìn mặt nó bể chân trời, Đúng con nó rồi. 18 tuổi nè, đây nè nhìn nó non như bông bửu, Trời ơi. còn còn mấy đứa mà gần bên 20 mấy tuổi nè nhìn nó ha nái luôn, chứ ai mà 14 tuổi mà nhịn mặt nó kiểu đó, 14 tuổi chứ nó đẻ được rồi đó. Vâng, thảo nào em thấy dân tình họ cứ Trời nói rằng là ơi, chắc là cái ông này phải có gì với nó mới bênh như vậy.
nó vinh với hai nữa là cũng như ông nuôi nó, ông lo nó, ông quýnh đợt trước ông quýnh đó, thì Vâng. sau này mấy mày kia mò ôm dình gặp đồ đó rồi nó phái dòng nó thú tuổi nhỏ mà có tầm bậy tầm bạ thì nó ghiền Vâng. nó mê nó, chứ con mẹ nó thấy không cận thị như ông cha ông chồng bà ông đóng hiền tàn nhẫn hiền lên tôi sống là tôi trải qua đời mình ông mà không biết là tôi từng bán quán nhậu mà bao nhiêu mình ông mà từ già cho tới trẻ là tôi trải qua đường đời tôi nhiều lắm, tôi thôi chồng hôm nay 10 năm rồi đó mà Vâng. tôi mới gặp ông này 2 năm thôi mà ông này Vâng. con trai mà ông hiền lắm, không biết đụng má, không biết tiếng đụng mẹ, không cờ bạc, chỉ Vâng. là đi làm gì thôi nuôi mẹ con tôi đi màng riêng lấy riêng, còn tiền thì hàng tháng ông cho nhiêu là cho chứ không giới của ông tự cắt làm gì làm, thiếu thì ông cho, bệnh ông cho gì chứ Vâng. không có lấy cho ai chứ. Vâng, vậy đây là Bởi vì mọi người ông dạ. bởi vì nhìn nó 14 tuổi mà đâu mà nó đẻ được cho hai đứa à. Mà nhìn hai Hai mẹ con em nó không nói cái giọng sắc sược quá chị nhỉ, bởi vì là mà thấy hai bởi vì hai chờ hai mẹ con nói dốc láo, cái thằng nói là biết rồi, nó chính miệng nó kể với em đó. đúng Đó, nó chính miệng nó kể cái đầu em nó về được cái lên đài ngồi gì ở đầu nó chối nó chữ nó làm nó muốn quýnh em nó không phải không rồi. đó. Cái hôm mà đối chất ấy, em nói với chị là nếu không có lửa không bao giờ có khói, có nghĩa là không có chuyện gì thì không bao giờ nó tức đến mức độ như vậy. Làm gì khó mà thấy thằng này về là mấy giọt về đó chứ dễ à, giọt về tính ém á phải không, mà nó lên lung tung chứ phải tự tự không gài mà lên quan ức đi nó lên nó chỉ là làng nó dậy tới tơi rồi mấy giờ nó chìm luôn đó, nó bây giờ mẹ con nó không dám lên, người ta gặp ham đầu người ta quánh đó, người ta thấy là người ta quánh chết Vâng, đó. vậy mấy là mấy mấy người mà ấy ấy là ta đập chết luôn, người ta đập cho chết ở chánh chảnh luôn, mất xác luôn. vâng, bởi vì em Đây thấy là không không chừng mà rồi đi tìm mà cái ông kia cũng hơi xấu, ông chồn qua miên ở đây mẹ con nó dọt vâng, thảo nào em thấy cái chỗ rồi sống dạ, bởi vì hiện tại thì cũng nhiều anh em chứ kiếm lắm á chị, nhiều anh em mình đang tôi nói nè, mình nói nè cho vô tù hết, cho mẹ con nó vô tù cho biết người ta đi bên người dân đã con mình mà cái thằng đó nó khôn lắm á, cái thằng đó nó thông minh, nó không xài điện thoại 4 5 năm mà nó nhớ, chứ tôi mà buông ra rồi là tôi quên, buông ra rồi quên, mà nó thông minh nó biết về nhà mà hỏi ai mà bây giờ mà không quýnh đập nó như vậy mà nó đi thương nó như chị nó làm gì nó đi đúng đi mà rồi. hỏi đi canh 4 giờ sáng mẹ nó chuồn đi bán cá là nó xách áo khoác đi liền mà hỏi không có tiền mà nó dám vậy, từ Tây Ninh mà về về tới này là đâu phải đơn giản, tôi là tôi còn chưa dám đi Không có được tiền như mà vậy nữa, không có tiền mà dám mày đi nó chứng tỏ dám là bị quấn người lắm nó dám rồi. đi xin mà nó gan là nó dám đi xin mà không có điện thoại Dạ. đó, mà bây giờ mình nằm đi mình ngủ mình suy nghĩ đi, có ai mà 12 tuổi mà nó khôn mà bây giờ mình trước mắt đi phải mà mình mẩy nó gì không có thẹo dích thì thẹo dích bầm tím của người ta hết trơn Đúng đầu cổ gì thẹo dích không mà hỏi cách sao mà không quýnh nó, quýnh nó 4 5 năm trời nó mới đi chứ không mà lâu lâu 2 tháng 3 tháng chặt cái gì quýnh nó mà như nó làm gì mà chặt, có cái gì đâu mà chặt, dòng ở rồi. nhà thì ăn nó không không chứ kêu nó đi mặn gì đi ở đợ nó đi đổ vô gì mà chặt, Đúng thì rồi. ổng đi thiệt gì thì ổng ngủ thì nó cũng ở xong nó chừng em thôi chứ nó mẹ nó làm chi rồi con quỷ kia làm chi, con Hôm quỷ kia mà gặp tán nó dài bắt tay nó. dạ, cái hôm đấy hai mẹ con còn nói rằng là 4 giờ sáng mẹ đi bán cá, xong rồi là em nó thì ngủ với một đứa em nữa với cha dượng nó, xong rồi con này thì lên cái chỗ mẹ nó ngủ, xong rồi là ông kia ông vòng tay ôm, xong con này nó vùng dậy xong nó chạy ra ngoài. Nó nói con lúc nào cũng vậy chứ vô mẹ đi là con qua ngủ với em út, em út cái ông tưởng đâu mẹ chạy qua ôm, ổng mù mà 4 giờ rưỡi qua đi bắn cá mà nó chạy qua nó ngủ mà rồi ổng ngủ đó chi ổng chừng á rồi mắt qua ngủ cái ôm nó cái con chùm mền lúc con chạy ra nó chích miệng nó cũng nói rồi cái nó thay đồ tắm rình nó cũng nói cái em nó nói ra nó nói chị nói với em cái nó chối ghê không Đúng rồi. chối chối lật lẽo lẽo mà nằm mẹ với nó mẹ với nó mà với nó không thấy không cách thượng nói chuyện ra là biết rồi, Đúng rồi. con người đàng hoàng thiệt là mình nói mình hiểu, còn con người cách thượng là nhìn cái mặt nó hiện hiện lên biết à, cái Dạ. con nhỏ kia nó dữ là láo cá lắm, nhỏ đó dữ lắm đó, À nhỏ vâng. đó là bên miên là nó thiệt thì không chừng đi làm đĩ bên miên luôn.
nhỏ Dạ nó vâng. đi làm gái mày nữa, Bởi vì chứ là con 14 bé. tuổi không có ai chịu đó đâu. Dạ, bé nó nói là sao ta? Nó nói với thằng Tính là ông Dượng này là rình nó tắm nhiều lần rồi. Mà nó biết được ông Dượng rình nó tắm mà sao đó không nói gì, đúng không? Thì chứng tỏ là phải có cái gì đó mà nó không nói. Nó cũng đòi trốn đi hoài bộ rồi thời gian sao mày mày kia tầm bậy, ông không quýnh nó mới hay là không trốn đó, cho nó đi học nghề về cắm vàng dụ nó đó, À thằng Tính nó nói vâng, đó. Cái thằng Tính này nè là cái thằng này nó nói thiệt, nó không có nói dối đâu, tại vì tôi coi là kinh nào tôi cũng coi, với tôi hay coi này lắm, hồi đó giờ là tôi chuyên môn mà tôi coi. Ừ, tìm người tìm kia, tại vì tôi thích coi xong tôi coi suốt coi ngày coi đêm luôn à, tôi coi mà điện thoại tôi 3 4 cái mà cháy pin luôn, tại vâng. tôi thích coi đó. Nha với ông nhiều khi mình nói mình phải dòm theo cái mặt, còn cái Dạ. thằng này là nó không giờ nó dốc láo đâu, quýnh nó đã nó quyết định nó đã đi rồi mà trong mình không tiền, phải nó dành dụm tiền hay là nó quên nó hốt cái gì đâu đã đâu, trong mình không có điện thoại Vâng. mà bây giờ nó tốt, người ta ra ngoài người ta gặp ông tốt à, đó ra người ta đưa tới nơi tới chỗ người ta cho tiền đó, Vâng. chứ không phải là con nít thôi 12 tuổi mà nó làm gì mà nó xấu, nó có đâm thuê chém mướn nó mà xấu, chứ không có biết xài điện thoại nữa làm sao nó biết cái gì đâu. Dạ Con người ta 2 tuổi 3 tuổi xài điện thoại rồi còn nó không có xài, bốn năm mà không xài điện thoại là có cái âm mưu gì nó không cho nó xài, mà biết giết cái chết giờ nào. đúng rồi đó chị. Ừ, nói cái nhìn là biết rồi, mẹ con nhỏ nó dốc láo không á, Mà Tính nó không cũng có nói câu rằng gì là đúng. dạ Tính nó nói là cái ông đó là hay nhậu xỉn không ạ? À? Mà có hôm nó đi cũng nhậu xỉn. Thì chị cho em hỏi là ví dụ như là sáng nó đi bán cá, mẹ đi bán cá xong mà ông nó xỉn ông ạ, ông ôm con đấy thì sao mà tránh được, đúng không? Ừ, cái bây giờ nè, à, bà đi bán cá cái ở nhà bác nó ngủ cái ổng này kia nó không lẽ nó dám la làng, Đúng rồi. ừ la thì nó ổng giết chết rồi sao, dòng cái Vâng. lậu mấy người lậu đó ghê lắm, ở chung ớn lắm Mà với lại cái con đó đấy, em nghĩ nó cũng không la gì đâu. Mà nhìn cái tính nó như vậy thì em nghĩ là trời, nó con đó cũng... nó không có la đâu, con đó nó phá dần chết đó. Vâng. Ông đó ông trẻ mà À. con trẻ, còn trẻ bả mới rồi đi theo Ờ ổng chứ đúng rồi rồi. già ai theo, như cái ông này ổng khờ cũng chết rồi, ổng bị xi măng đè đó, bà thấy cái mồi rừng cùng rồi bả mới tung bả đó đi chứ ông biết không, Dạ. còn tại vì ông đi bắt giác á bị xi măng đè tàu dò cắn quẹt quẹt chứ ông khờ ông hiền á, Vâng. chứ nhiều khi cái mình ổng mặn mệt quá ăn ở không được rồi bả sung bả phải đi kiếm, Đúng rồi, nhìn cái bà ai là biết cũng rồi. vậy thôi, cái dâm dục mà Đúng rồi. Đúng đó, rồi. như ông nhìn mà ổng ông hiền ông thấy không, nói chuyện con nói gì ta khóc không, chứ đáng lẽ ra như mấy người hung dữ lên là đè đầu của bà đó tấm đấm cho bà một bữa hãm, là như mình ông không dữ là quýnh hai mẹ con nhỏ nó chết ở nhà ngoại thiệt, Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. đập cho chết đó, chứ binh là binh người ta, con mà bà dám con mình mà dám sáng to sáng thằng thạo thẹo khủng hoảng không mà ngay chứ tâm tin luôn, ai mà độc ác ghê gớm không, Dạ. Bởi vì là suy ông này đi làm nghĩ là bà này là trốn đi theo thằng kia, chứ là thằng kia là cũng trẻ mà đẹp trai cho kiểu cái gì đó nên là. hô ông này ông có thấy mà Bình Dương nẹo nẹo mà Bình Dương quá mới bỏ ông này mà À. đi mà ngoài Bình Dương mà rồi mấy cái gì đảo gì trên đó đó đi từ từ đó, Vâng. qua trời ông này khờ thấy bà ông này ông hiền gần chết luôn, ông này ông hiền lắm à, Đúng rồi trù đó vậy. phù không nói khóc không nhịn mặt là biết rồi, ông này là ông hiền mà ông thiệt nói câu nào ra đúng không ấy, không Vâng. thêm không bớt á. Ừ. Giống như bé Thành Tính ra vậy thôi. hiền quá, Bé Tính nó nói hiền là quá thua xúc người ta, dạ. Tính cũng nói là hôm trước vừa trời nói ơi. với chị về cái chuyện mà bàn để chạy trốn đó, nhưng mà hôm sau Tính nó Ừ. nói à thằng con chị nó nói lại bảo là không có, thì chứng tỏ con chị này là nó có Cái cái âm mưu gì gì đó. nó cũng chối hết trơn á, Đúng rồi. à, nó không trốn mà hai chị em đi ngược lộn về bên Miên, giờ Đúng bên rồi. Đất Miên không phải ổn, miễn đi sâu sâu hoài là gì bên Miên rồi đâu có gì Việt Nam mình, À. rồi bắt đầu nó về bên đất người ta là không được sống được, bắt hai anh em nó mới rút về ở ngược về mà nó chối ghê gớm không, Đúng rồi, đúng rồi. bởi vì cái nói là nó chết quá hết trơn, nói là nó không có chừng, nói là biết hai mẹ con nó dốc láo, Đúng rồi.
Ừ, nấu ra là lên đó rồi nói chắc lắm, nó gỡ clip rồi xuống nói cha ghẻ xàm xở là 10% không có, giờ bắt nó đi khám mà không bể hết thua mấy ông Đúng rồi, bây giờ mà đi khám xem là con này còn thiệt gì không? luôn á. Ừ, trời ơi, nấu ra mình nấu con ai có ai mà 14 tuổi mà nhìn cái mặt nó mua chừng cả 2 đứa con không Theo tại chị mẹ nó nếu keo như đâu á. chị mà như chị cũng là con gái ấy, thì chị nhìn vào con đó chị bảo là con đó nó đã bồ bịch đi chơi với nhiều thằng cho chị. Biết rồi, con nhỏ nó dữ lắm, nhỏ nó cũng quen quen bể rồi, nhỏ nó bể rồi, tại vì tôi con của tôi ở đây mấy đứa này tôi biết đứa nào sao sao con tôi hiện giờ 17 18 tuổi nè, nó có đi đâu đâu, nó có quen ai đâu, nhìn gái và non trong mấy đứa kế bên nè, còn nhìn mặt nó là láo cá gian xảo dốc láo nói sắc thượng, nhìn hiện con người đàng hoàng nó khác, nhìn cái mặt láo cá biết nó hiện ra nó nhìn nó sao sao á, như cái bà đó ông nhìn ra bả con người quả là nuốt tám cái ông chồng bả luôn, Đúng rồi. ông khờ á, ông cha của ấy ông ấy quá thành ra ông đâu có nói được gì đâu, ông thình lướt lướt ông cho ông đâu nói Nhìn cái bà chứ đó là ông đâu có biết lời lẽ đâu, Nhìn cái mặt đã biết gian gian chị nhỉ, nhìn nói cái chuyện là bà đó kiểu. nhìn là dữ lắm mà. Tôi hỏi ông chồng mình nô đẻ ra nuôi mấy đứa con thì ổng đi giác xi măng, bởi xi măng đè là nó cũng như cái đường cùng rồi, ổng tàn phế rồi đó, rồi bỏ ổng đi quốc khác quê khác liền, chứ đáng lẽ là như vợ chồng vậy thì ổng vậy thì mình bằng mình nuôi mẹ con bằng nuôi con là cái đó chồng con nó chung thủy, là như cái chuyện vợ chồng tôi thôi là cái vấn cả vấn đề là đều vợ chồng đều ai cũng mạnh dạn hết, và tại vì mình màng ăn thất bại mới thôi. Thôi mà năm nay tôi 10 năm tôi cũng có chồng đâu, là mới quen ông này 2 năm nay á, là ổng không có vợ không có con không có biết tiếng đụng má đụng mẹ cờ quạt mà ta hiền Rồi, thế chị cũng có có duyên dữ chứ ha. hả, Chị là cũng có duyên đấy chứ nhỉ, thế á. thì đó với một hai người ta ha, về không biết đi nhậu đi màng về rồi nhậu ha, ngủ nằm ngủ không dám bận quần dài vô chứ không bận quần cục, tại vì ông nói đó, mình có con gái con của bà chứ không phải con tôi, mình phải giữ, mình tầm bậy tầm bạ là con nó sẽ dòm nó sẽ bắt chước, tại vì nó trên gác mình dưới gác Rồi. đó, mà muốn cái gì mình ra ngoài chứ không có ở trong phòng mà là tầm bậy tầm bạ được, cho người ta đi về là ta bận quần lỡ quần dài tắm rửa là ta bận quần lỡ quần dài không chứ không bận quần cục, Trời thế. không biết chữ hề chữ hề chữ vọng gì, không cờ bạc không hút thuốc nữa, thiền khô chứ mà gặp mà tầm bậy mà như vậy mà tôi còn chưa dám bỏ con tôi đi đâu đó, tôi còn thấy là theo trắng đi làm là về là ăn cơm tắm rửa là ra bay lên gác nằm bị ấm điện thoại chơi chứ không có buông nó đi đâu được đó. Vậy mà tôi còn sợ muốn chết á, Vậy thì chết cái chị cho em hỏi là ở chị ở gần đó thì chị có cách nào mà để có thể biết được cái thông tin về cái ông cha dượng đó chị giúp em được không chị? không, mình đâu có đi lại cái đường đó À, vậy là chị có cách xa cái chỗ nhà đó không chị? chắc hơi xa cũng như mình đi chợ biết gì thôi chứ Ý là mình chị với có tôi ai ai là mà ý là chị có ai quen á, em muốn cập nhật cái thông tin kiểu như là nói chuyện cũng được. Ý là chị có ai mà quen quen ở cái khu khu đó mà họ biết về cái ông không này. bây giờ không có, bây giờ ông này ông trốn ông lánh đâu rồi không có đó đâu. Và làm sao để bọn em biết được, bọn em tiếp cận, ý là bọn em nói chuyện thôi cũng được, ý nói chuyện với những cái người mà biết Không về ông ấy còn không yếu. bây giờ không bây giờ mấy ông vô đó được đâu, không có nói chuyện đâu, ngoài ra sao với bả với mấy con kia thôi, tại vì nó gần cái đường đó nó ổng hay đi qua đó phải không, bây giờ nó gom gom nó quá trời rồi, thành ra ông sợ là chụp hình lên là đăng lên mà bị bắt mà công an không điều tra, sao công an nó chậm chứ đáng lẽ ra là người ta mời rồi đó, Không có đâu, mời bởi hết họ cho vẫn anh đang xác qua minh đó rồi chị. đó, Họ đang đợi á, chưa đâu. Đang củng cố hồ đại sơ, đang đợi gì á. đi qua miên rồi sao ông bắt được, Không, vợ họ mà ra lệnh là vẫn bắt được hết. Bây giờ vẫn chưa có đủ căn cứ á chị. Bởi vì là cái vết thương đó nó chưa đủ để họ khởi tố. Chứ không là họ bắt rồi, họ nắm tình hình hết rồi. chứ cái vết thương thì toàn là bị quýnh không chứ có nó có làm gì đâu. Và chứ là cái ông này ác quá chị nhỉ. Ác nhưng mà làm sao mà để hai mẹ Cái con tôi nhà mình hỏi bây mà giờ bây giờ đó. nè, tôi hỏi mà ông này, ông suy nghĩ đi, quýnh bằng dây điện ông thấy quơ đụng đầu quất đó cái mặt người ta là chính xác, ông thấy giò thấy ghê không, ông thấy bầm bao dít cũ chồng dít mới là quýnh liền liền luôn đó,
quýnh dữ lắm nó mới chịu không nổi, là sao này, quýnh cái chặn sau ngay mặt á, là nó mới chết luôn, là nó mới trốn đi, nó quyết định là trốn là rồi một là nó chết, hai nó sống đó, y gan như ở tù đó, đó là tao kêu vượt ngục rồi đó. Và Đâu quýnh là tại vì vết thương mới không phải hả, nó mới giữ thằng nó nói đường nào là cũng chả gì là chết, mà thằng này nó quay trở lại là nó chết sớm, ông giết nó chết đem nó giục nó qua bên dưới sông cho quên mi nọ rồi kiếm dòng kiểu không biết lội luyện đó cái rồi xong đi rủ nó đi thiệt nó giết nó chết đó, kêu nó kêu nó bây giờ con đi xách hùm cho cha thì tụi mẹ vô rừng không có đẩy một cái hay chôn đó rồi biết đường đâu kiếm, đúng rồi, có nguy hiểm quá. nguy hiểm lắm tại vì cái thằng đó là nó dữ lắm nó mới trốn được, mà nó còn khôn, thằng đó nó khôn lắm á, thằng đó mà ai mà lo cho nó ăn học tới nơi khóm thằng đó khôn lắm, thằng đó là một là luật sư hai là bác sĩ, thằng đó nó thông minh đó, cái lỗ tai nó dẻo dẻo thông minh đó, Nó mà nhỏ mà con nhưng nó ta tội thấy quá à cho con ta mặt mày sáng trưng đẹp ghê không, còn ha. con quỷ kia cái mặt nhìn thấy ghê vậy cái em cũng thằng cũng đó cảm ơn cái lời góp ý của chị nhé. Chị là lưu số điện thoại của em lại nhé, nếu mà ý là chị có cái thông tin nào đó chị cho em biết với. Rồi có gì rồi là chị thông tin với em với nha. Ok, em cảm ơn chị nhiều. Chị có Zalo không? có Zalo mà trời ơi tôi câu viết mà pin nó chai hết tôi đi thay pin đó. Vậy thì em cứ lưu số điện thoại này của chị, rồi có gì chị có thông tin thì chị cung cấp cho em biết với nha. Dạ 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 Vậy em cảm ơn chị nhiều dạ nha. dạ Vậy em chào.